Diễm Thi và chân Như kính chào quý khán thính giả với chương trình truyền hình của Đài cho Tự Do. Chúng tôi xin mở đầu bản tin sáng thứ năm ngày 16 tháng 2 với một số tin tức đáng chú ý đầu ngày. Tòa án tối cao tuyên hủy các bản án đã xử ông Đoàn Văn Vương. Việt Nam chuẩn bị tự chế tạo tên lửa hành trình. Kính thưa quý vị, vụ cưỡng chế đất sai pháp luật đối với ông Đoàn Văn Vương, sở dĩ có thể xảy ra bắt nguồn từ các bản án mang tính toa rập với địa phương của tòa án các cấp ở Hải Phòng khi ông Vương khởi kiện vụ án hành chánh vào năm 2005. Chiều ngày 15 tháng 2, Tòa án hành chính tòa án nhân dân tối cao đã ra phán quyết tuyên hủy quyết định đình chỉ xét xử phúc thẩm của tòa án nhân dân thành phố Hải Phòng và bản án hành chính sơ thẩm của tòa án nhân dân huyện Tiên Lãng về vụ án cưỡng chế thu hồi đất của ông Đoàn Văn Vương ở xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng. Theo tin từ Việt Nam, tòa án hành chính cũng quyết định giao hồ sơ vụ án cho tòa án nhân dân cấp sơ thẩm xem xét giải quyết lại từ đầu. Ngoài ra, phó chánh án tòa án nhân dân tối cao Đặng Quang Phương nói với báo Thanh Niên rằng đã ký công văn yêu cầu Tòa án Nhân dân thành phố Hải Phòng tổ chức kiểm điểm tập thể và cá nhân có liên quan. Thưa quý vị, sau nhiều ngày chờ đợi, cuối cùng vào chiều ngày 14 tháng 2, luật sư Nguyễn Việt Hùng đã được gặp thân chủ Đoàn Văn Vươn tại trại giam công an thành phố Hải Phòng. Luật sư Hùng là người được ông Đoàn Văn Vươn và ông Đoàn Văn Quý yêu cầu bào chữa thay vì nhiều luật sư khác tình nguyện giúp miễn phí. Luật sư Hùng cho biết, ông được tiếp xúc riêng với ông Vươn một lúc sau một cuộc hỏi cung của cơ quan điều tra với ông Vươn. Theo lời luật sư Hùng, ông Vươn có vẻ khỏe mạnh, tinh thần tốt và ông Vươn có được biết về kết luận của Thủ tướng cũng như chỉ đạo của Thủ tướng trong việc xem xét những tình tiết giảm nhẹ cho ông và gia đình. Mặt khác, báo chí Việt Nam tiếp tục đưa tin về ý kiến của giới luật gia cho rằng nên thay đổi tội danh với ông Đoàn Văn Vương từ giết người sang tội vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng hoặc giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động nhẹ. Trong hành động đáng chú ý, trang blog của tiến sĩ Nguyễn Xuân Diện ở Hà Nội vừa thực hiện một ký nghị mở với 400 người ký tên và số lượng gia tăng từng giờ. Nội dung đề nghị Viện Cảnh sát Nhân dân thành phố Hải Phòng xem xét thay đổi tội danh và biện pháp ngăn chặn đối với các bị can trong vụ án chống lại cưỡng chế trái pháp luật tại xã Vinh Quang, huyện Tiên Lãng, thành phố Hải Phòng. Thưa quý vị, Việt Nam chuẩn bị thiết lập một nhà máy chế tạo tên lửa hành trình tối tân với sự giúp đỡ của giới khoa học quân sự Nga. Báo đất Việt Online đưa tin này hôm 15 tháng 2 dựa theo tin thông tấn xã Nga Ria Novosti. Theo đó, một giới chức cơ quan liên bang về hợp tác quân sự của Nga cho biết, trong năm 2012, Nga và Việt Nam sẽ bắt đầu hợp tác để cùng nhau phát triển một tên lửa hành trình mới. Tin cho biết Việt Nam sẽ tăng cường năng lực để bắt đầu sản xuất một loại tên lửa hành trình mới, mô phỏng tên lửa Uran của Nga. Chi tiết về loại tên lửa mà Việt Nam muốn tự sản xuất không được tiết lộ, nhưng tin nói rằng có tốc độ siêu âm Mach 2.8 và sẽ tương đương như tên lửa hành trình siêu âm BrahMos do Nga Ấn hợp tác sản xuất. Trước đây Việt Nam mua tên lửa do Nga sản xuất, năm 2011, Nga đã thực hiện xong hợp đồng cung cấp hai hệ thống tên lửa phòng thủ bờ biển Bastion cho Việt Nam. Một trận hỏa hoạn đã giết chết hơn 350 tù nhân tại nhà tù Comayagua, nằm cách thủ đô Tegucigalpa Honduras khoảng 75 cây số về hướng bắc. Theo hãng tin Reuters thì hỏa hoạn xảy ra trong lúc tù nhân bị giam bên trong chấn sông nên không thể tự thoát thân. Chính quyền Honduras vẫn chưa biết là lửa phát ra từ các cuộc càn quét của cảnh sát trại giam hay chỉ là một tai nạn. Sáng hôm nay, thân nhân của những người bị giết đã tập trung trước nhà tù chờ nhận xác người thân, nhưng đa số tử thi đều không thể nhận diện nên tình trạng căng thẳng vẫn kéo dài. Có người ném đá vào cảnh sát và trèo vào nhà tù. Người ta lo ngại có thể sẽ có bạo động xảy ra, ngay cả khi Tổng thống Honduras đã cách chức giám đốc trại giam và toàn bộ ban điều hành. Honduras là quốc gia có số tội phạm sát nhân cao nhất thế giới. Quý vị vừa theo dõi bản tin truyền hình của Đài Á Châu Tự Do, tất cả các chương trình của chúng tôi được đăng tải và lưu trữ tại địa chỉ tiếng việt net Nếu bị tường lửa ngăn chặn, mời quý vị vào địa chỉ achautuzo.info. Quý thính giả cũng có thể xem chương trình của chúng tôi bằng điện thoại di động tại địa chỉ vietnamese.ip.org. Dũng Thi và Trần Như xin kính chào tạm biệt quý vị.